Thưa quý vị khán giả, cao lầu là một món ăn ngon nức tiếng của Hội An. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Thành phố Hôm Nay và đầu bếp Thu Thủy đến từ quán Cô Ba Sứ Quảng thực hiện món ăn hấp dẫn này nhé. Xin chào chị Thu Thủy ạ. Chào Hà Trinh, chào quý vị khán giả. Dạ thưa chị Thu Thủy, Hà Trinh thì rất là thích món cao lầu, nhưng mà có một cái thắc mắc thế này là mỗi khi mà Hà Trinh ăn cao lầu ở Hội An á thì thấy cái vị nó hòa quyện thơm ngon lắm, nhưng mà khi ăn ở những cái nơi khác thì lại không thấy cái vị đó, không biết là lý do vì sao. Thực ra linh hồn của cái món cao lầu chính là cái sợi mì. À đây, cái sợi mì này được xay từ bột gạo, nhưng mà phải ngâm bằng với lại cái nước tro của củi được lấy từ Cù Lao Chàm, và phải xay bằng cái nước giếng Bá Lễ thì mới ra được cái sợi mì dai và thơm như thế này. À, nguyên liệu để chuẩn bị cho món này cũng rất là đơn giản. Mình sẽ có ngũ vị hương, tỏi, hành, củ nén, thịt đùi. Chúng ta sẽ có nước tương, miếng cao lầu khô, tương ớt Hội An, các cái loại rau gồm có rau đắng, rau húng lủi, giá, cải con, sợi mì cao lầu. Cao lầu là tên của một món ăn đặc sản ở Hội An. Điểm độc đáo của món ăn này là sợi mì có màu vàng nâu do được ngâm vào tro của một loại cây ở Cù Lao Tràm, chế biến với nước giếng Bá Lễ. Rau ăn kèm được trồng từ làng Trà Quế, đặc biệt là thịt xíu, da heo chiên giòn và vị cay nồng của miền Trung. Ở thành phố cũng có vài nơi bán cao lầu, nhưng để thưởng thức đúng vị của món ăn thì có lẽ nhà hàng Cô Ba Sứ Quảng là một trong những nơi chế biến món ăn gần với nguyên gốc nhất. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng đầu bếp của nhà hàng nấu món cao lầu cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. Trước hết là em có thể băm giùm chị một ít tỏi, hành và củ nén. Dạ. Băm thật nhuyễn, sau đó chúng ta sẽ vắt lấy cái nước để ướp vào trong thịt. Bây giờ chúng ta dùng cái thịt này cắt ra từng dây bề bản khoảng 3-4 cm. Cái loại gia vị này có cái mùi hăng giống như tỏi không? Tác dụng nó là gì ạ? Nó có cái mùi rất là đặc trưng. Nó không có giống tỏi mà nó có vẻ như là nó lai giữa tỏi và hành đấy mà. Chúng ta ướp vào đây 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt và nửa muỗng cà phê ngũ vị hương. Chúng ta sẽ bóp lên để cho cái miếng thịt thấm các cái gia vị. Sau đó thì chúng ta dùng cái nước của vắt lấy nước của các cái hành, tỏi và củ nén đã băm nhuyễn này ướp vào trong cái thau thịt này. Chúng ta sẽ để thịt thấm các cái hương vị này trong khoảng 15 phút. Sau đó sẽ ướp 150ml nước tương vào trong thịt. Vậy là để thơm ngon thì chúng ta phải có một khoảng thời gian để ướp thịt. Hình như Hà Trinh thấy là thịt thì chị cũng đã chuẩn bị sẵn rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Rất là chu đáo. Vậy phần này chúng ta sẽ để tủ lạnh nhé. Đây là thịt đã được ướp rồi đây em ạ. Dạ. Và bây giờ chúng ta cho một ít dầu vào trong chảo. Rất là ít dầu nha các bạn. Cái giai đoạn này mình chỉ để áp chảo cái thịt cho nó săn mặt thôi. Món cao lầu có giống món mì Quảng là mình có thể thay thế nguyên liệu không ạ? Hoàn toàn khác nhau. Dạ. Cái mì Quảng thì người ta không dùng nước tương em ạ. Dạ. Áp chảo cho săn cái mặt thịt thì chúng ta cho cái bớt ra, chúng ta cho cái xác của cái hành, tỏi với lại nén hồi nãy đó em. Dạ. Mình phi cho nó vàng lên. Thơm rất là thơm phải không em? Chúng ta phi vàng lên, sau đó thì mình để thịt vào. Sau khi đã áp chảo rồi thì bây giờ mình để thịt vào và mình đổ cái nước tương hồi nãy đã ướp thịt đó. Dạ. Và mình mở lửa nhỏ, mình rim lên. Chúng ta có thể đậy nắp lại hoặc là chúng ta trở đều thường xuyên để cho thịt nó thấm. Thì chắc tầm khoảng 2-30 phút thì tùy cái miếng thịt mình cắt dày hay mỏng hay mà. Rồi sau khi đã rim chín và vàng thịt rồi thì mình vớt thịt ra. Dạ. Chúng ta sẽ đổ vào đây khoảng 200ml nước dùng. Mình sẽ nêm khoảng nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, thêm một chút bột ngọt, chút đường, vị hương, bột ngọt và đường, mỗi thứ một ít. Đúng rồi. Nếu mà thấy lạc nữa thì chúng ta có thể nêm thêm muối hoặc nước tương. Thịt để ăn cao lầu thì chúng ta cắt miếng vừa phải,
không dày quá cũng không mỏng quá. Màu nó vàng ươm và ở trong thì là mềm mại, tỏa ra một cái mùi hương hấp dẫn của nước tương và ngũ vị hương, giống như là mời mọi người hãy cùng thưởng thức món ăn nước danh xứ Quảng. À, bây giờ chị sẽ dùng tô và bày cái món cao lầu này lên em nhé. Vâng ạ. Thì chúng ta sẽ dùng một ít cao lầu. Dạ. Một ít sợi mì. Cũng thử nữa. Hey. Mời chị sẽ làm cho Hà Trinh để Hà Trinh bày nhé. Cho vài miếng cao lầu chiên giòn đây em. Em cứ bày theo sở thích nhé. Muốn ăn giòn nhiều thì mình bày nhiều. Thường thì chúng ta sẽ có khoảng 3 đến 5 cái miếng cao lầu chiên giòn này ở trong cái tô. Dùng một ít giá. Giá phải trụm sơ qua nước sôi nha các bạn. Dạ, cho một ít giá lên ạ. Sau đó thì húng lũi, rau đắng, rồi cải con. Một tô mì có đủ thứ màu, nào là màu đỏ của thịt, nào màu vàng của cao lầu, rồi màu xanh của rau, và điểm xuyến là ớt, giá. Trông rất là đẹp mắt ạ. Và sau đó chúng ta sẽ sắp thịt lên trên tô cao lầu. Có một thứ không thể thiếu, đó là cái tương ớt Hội An Hà Trinh ạ. Khi ăn cao lầu thì phải có cái tương ớt Hội An này vào, nếu không thì sẽ không ra món cao lầu. Và bây giờ cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ chan cái nước dùng này vào. Nước dùng rất là sánh, rất là đẹp, em thấy không? Dạ. Bây giờ chị chan cho em 2 muỗng nha. Hấp dẫn quá. Đúng như chị Thủy nói, cái hương vị này chỉ có Hội An thôi. Cái vị thì thơm ngon, sợi mì bóng bẩy nè, ướp lên cái nước sốt, vừa có thịt, có dinh dưỡng, nhưng mà không tạo cảm giác nặng bụng nữa nè. Đúng rồi. Cái hương vị thì hòa quyện đậm đà với các loại gia vị khác nhau, còn cái mùi thơm thơm của rau, của ngũ vị hương, rồi của thịt như kiểu làm xá xíu vậy chị ha. À, còn bây giờ thì chắc là món này ngon quá, mình giữ cho buổi trưa luôn. Buổi trưa mình ăn cao lầu với cái gì thì ngon chị? Mình sẽ ăn món cao lầu kèm thêm với lại món chà kê cho nó đúng vị Hội An. Còn buổi chiều tối ngày hôm nay thì mình sẽ ăn thử món gà kho gừng nè, lòng gà xào mướp cho đủ bộ, canh nghêu thì là nữa chị nhé.